Như các bạn đã biết, Trương Vô Kỵ là một nhân vật sở hữu nội công cực kỳ mạnh mẽ. Phải nói là có số má trong các nhân vật, trong các tác phẩm của nhà văn Kim Dung. Nội lực của chàng từng sánh ngang với nhất đại tông sư Trương Tam Phong, đã tu luyện cả trăm năm thì quả thực không phải tầm thường. Trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký, tác giả từng nhiều lần khẳng định Cửu Dương Thần Công là môn nội công bậc nhất thiên hạ. Và nếu nội công thiếu lâm luyện đến đỉnh cao sẽ ngang với Cửu Dương Thần Công. Tuy nhiên câu nói ấy dường như chỉ có phạm vi trong chính bộ truyện mà thôi, chứ đem so với các tác phẩm khác dường như khá khập khiễng. Đình Phong lấy luôn ví dụ, trong Kiếu Ngạo Giang Hồ cụ từng nói rằng nếu luyện cửu kiếm tới mức độ tinh vi ảo diệu thì cao thủ cỡ nào cũng không chống đỡ nổi quá 10 chiêu. Nếu dựa vào chi tiết này để làm căn cứ thì ôi giời ơi, chưa cần nói tới Độc Cô Cẩu Bại mà ngay cả Phong Thanh Dương cũng làm trùm đất Kim Dung rồi. Chưa hết, ở trong Liên Thành Quyết cụ cũng đã từng kể nếu đại thành thần chiếu kinh thì chụp một phát cao thủ cũng sẽ phải bỏ mạng. Mà hình như tại hạ nhớ không nhầm, Kỵ cũng là cao thủ đấy. Chính trong Ỷ Thiên truyện miêu tả không môn võ công nào hơn được Càn Khôn Đại Na Di, nhưng chính tác giả cũng bo nút thêm võ học cao thâm nhất của Tây Ực gặp phải sở học tinh diệu nhất của Trung Thổ. Cứ hình thức mà nói thì nghĩa lý của Trung Thổ sâu xa hơn. Trương Vô Kỵ sở dĩ đến bây giờ chưa bị thua là chỉ vì chàng đã luyện võ công Tây Bực tới mức tối cao rồi. Còn hai vợ chồng họ Hà và hai ông già lùn cao sở học Trung Thổ còn đồng cạn. Chúng ta đọc truyện Kim Dung dựa vào chuyện để phân tích, để tranh luận, nhưng cũng không nên quá bám vào mặt chữ, hay nói chính xác hơn là một cái nhìn hạn hẹp. Ví dụ hôm nọ có một bạn comment trên kênh của Đỉnh Phong, hình như là video ai dám đọ trưởng với Tiêu Phong. Tại hạ cũng không chắc có phải là video ấy không. Bạn ấy nói rằng trường lực của Phong rất yếu, đánh hết sức mà A Châu vẫn ngấp ngoài sau mới chết. Rồi bạn trích một đoạn trong truyện Kim Dung, mình không nhớ nữa vì cũng đã khá lâu. Đại loại là thằng A trưởng một phát thằng B chết luôn. Từ đó suy ra thằng A trưởng mạnh hơn Tiêu Phong. Lý do là vì A Châu võ công rất kém, mà cựu bang chủ đánh mãi không chết. Đọc truyện thì mỗi người một cách hiểu, nhưng hiểu và bám vào mặt chữ một cách thô bỉ như thế thì Đình Phong nghĩ rằng khả năng của bạn đã tới cấp độ đăng phong tạo cực rồi. Tốt nhất nên dành thời gian để nghiên cứu một công trình gì đó. Tại hạ tin chắc bạn có thể góp phần thay đổi được cả thế giới. Kim Dung viết chuyện, chẳng lẽ lại biết Tiêu Phong đánh A Châu một trưởng chết luôn, chết không kịp ngáp. Như thế thì không những Tiêu Phong mà cả độc giả đọc truyện cũng khó có thể hiểu vì sao nàng tự nguyện chết thay cho Đoàn Chính Thuần. À, còn cả cái tình cảm sâu đậm của hai người, chẳng lẽ phút chia ly không có một lời chăn chối gì sao? Cuộc đời này cũng đừng nên để ý những thứ quá tiểu tiết, nó chỉ làm cho bầu trời suy nghĩ của ta thêm thu nhỏ mà thôi. Trở lại chủ đề chính, mỗi bộ truyện của Kim Dung đều tập trung bút cho các nhân vật chính của mình. Vì thế chúng ta, các độc giả nghiền truyện, mới có sự so sánh. À, hôm nay Đình Phong xin mạn phép so sánh nội lực của hai nhân vật rất bá đạo nổi tiếng về khoản này là Trương Vô Kỵ và Du Thản Chi. Một người luyện cửu dương, một người luyện dịch cân pha băng tầm, để xem ai mới thực sự là người mạnh hơn. Trước hết, Đình Phong nói sơ qua về quá trình của Kỵ và Chi tu luyện nội công để đạt tới cảnh giới cao nhất. Đầu tiên là võ lâm chí tôn, chàng sau khi bị Chu Trường Linh truy đuổi đã đi vào một cái thung lũng và vô tình đoạt được Cửu Dương Chân Kinh. Trong cuốn kinh này có 4 quyển. Kim Dung mô tả cuốn kinh thứ nhất, 4 tháng chàng đã luyện xong. Trương Vô Kỵ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh, toàn thân chân khí lưu động, không có dấu hiệu gì của bệnh tật cả. Hàn độc 1 tháng mới phát tác một lần, mà có cũng thật là nhẹ. Sang đến quyển thứ hai không còn sợ nóng và lạnh. Có điều về sau càng luyện tập,
càng thêm gian nan ảo diệu, tiến triển rất chậm. Cuốn thứ 3 mất cả 1 năm trời mới xong. Đến cuốn thứ 4, mất hơn 3 năm mới hoàn toàn thành tựu. Tính tổng cộng lại đã hơn 5 năm. Trong Cửu Dương Chân Kinh cũng nói rằng, phải trải qua một ải đại quan mới đại công cáo thành. Nhưng ải quan này cực kỳ khó khăn, y không có người chỉ điểm, không biết cách nào để vượt qua. Thử đi thử lại vài ngày đều không được, y liền bỏ qua không để ý tới. Đình Phong đọc đến đoạn này cũng hơi buồn cười. Có lẽ cũng là điều bất hợp lý trong Kim Dung. Các bạn có nhớ tới Giác Viễn không? Một nhà sư chuyên quét dọn trong tảng kinh các. Ông ta vô tình luyện thành mà không hề hay biết. Vậy thì cái ải đại quan mà trong chân kinh nói là ở đâu? Giác Viễn còn không biết cái ải đó thì vượt qua bằng cách nào? Nếu nói như thế thì sư phụ của bà gió chưa chắc đã đại thành. Vậy thì tại sao cảnh giới lại ngang với Vô Kỵ? Đặc biệt Tiêu Tương Tử đánh vào Giác Viễn thì bị phản đam còn hầu như thằng nào đánh kỵ, lại không bị phản. Vậy thì tại sao? Thôi bỏ qua chuyện này, chúng ta cùng theo dõi tiếp. Trong lần chàng truyền công lực trị thương cho Trương Tam Phong, Ba Gió đã cảm thấy một luồng lực đạo vô cùng mạnh mẽ theo lòng bàn tay đi vào mình. Tuy còn kém xa nội lực của ông về mặt tinh thần chiến nhất, nhưng hàng hàng lớp lớp, liên miên bất tuyệt dường như không bao giờ dứt, không bao giờ cùng. Vừa rồi thì các bạn đã cùng Đình Phong điểm sơ qua về Cửu Dương Thần Công của Trương Vô Kỵ. Còn tiếp theo sẽ là Du Thản Chi. Chi thì chắc chắn không được may mắn như Kỵ rồi, vì y không có hào quang của nhân vật chính. Kim Dung cũng không miêu tả quá kỹ về nội lực của Chi. Tại hạ xin mạn phép điểm sơ qua quá trình tụ tập của thiếu chủ Tụ Hiền Trang. Sau khi bị băng tầm ngàn năm cắn phải, y bèn dùng phép vận công của Dịch Cân Kinh để hóa giải độc khí. Huyết dịch bị con băng tẩm hút lại theo ngón tay quay ngược trở về huyết quản. Bao nhiêu tinh hoa kịch độc của con băng tẩm theo áo người. Nếu như Du Thản Chi đã học được toàn bộ phép hành công của Dịch Cân Kinh thì sẽ có thể tiêu giải chất độc của con băng tẩm. Nhưng chỉ vì y mới học được có một pháp môn thu vào mà không biết đẩy ra, nên chất kịch độc đệ nhất âm hàn của con sâu kia đã khiến cho người y bị đông cứng. Từ đó về sau trường lực của y rất mạnh, lại ẩn chứa hàn độc. Y đánh đám thủ hạ của Mộ Dung Phục mà mỗi người không chịu được một hít. Đến Tiết Thần Y còn bảo ca này khó nhằn. Nếu như các bạn để ý, Trương Vô Kỵ và Du Thản Chi không những được miêu tả có nội lực siêu hùng hậu, mà có một chi tiết cũng khiến hai thanh niên này có duyên không kém. Đó là cùng đánh trưởng, à cùng thu trưởng về khi không muốn làm hại đối phương. Trong bộ truyện Ỷ Thiên Đầu Long Ký, tại chùa Thiếu Lâm, Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược tỷ đấu với nhau để giành chức thiên hạ đệ nhất. Nếu so về lý thuyết, Kỵ phải chấp mấy Nhược, thế nhưng khi thực hành, Nhược lại thắng Kỵ. Nàng ta không thắng nhờ võ công mà nhờ mưu kế. Kim Dung mô tả Kỵ đánh ra 10 thành công lực, nhưng Nhược giả ở yếu đuối vô lực. Chàng sót người đẹp nên thu hết trưởng thể. Ngờ đâu đúng lúc này, bỗng thấy trường lực của đối phương chẳng khác nào hồng thủy tràn bờ, thế mãnh liệt không gì đường cự nổi. Trương Vô Kỵ kinh hãi không để đầu trò hết, biết là mình đã bị ám toán. Trên ngực nghe bình một tiếng, đã bị song trưởng của Chu Chỉ Nhược đánh trúng rồi. Chàng không còn tự chủ nổi, ngã bật về phía sau, mắt tối sầm hộc ra một ngụm máu tươi. Còn chuyện của Du Thản Chi thì sao? Tình Túc lạ quá khi thấy không thể nào đánh bại được Du Thản Chi liền chơi bẩn uy hiếp A Tử làm con tin. Họ Du thấy thế, hữu trưởng đã đánh về phía Đinh Xuân Thu. Thu giơ trưởng trái ra, lập tức đưa A Tử ra đỡ chiêu tan bia vỡ đá của Du Thản Chi. Chi tuy võ công cao cường, nhưng kinh nghiệm ứng biến lâm địch lại hoàn toàn chưa có gì cả. Thấy trường lực của mình ắt sẽ đánh cho A Tử tàn xương nát thịt, lập tức vội thu hồi. Thế nhưng khi y phát trưởng đã dùng toàn lực, làm sao có thể thu về một cách gấp rút? Vốn dĩ những người võ công bậc trung cũng biết được,
chỉ cần đánh lệch qua một bên là sẽ không làm cho A Tử bị thương. Có điều Du Thản Chi đối với nàng ta hết mực kính yêu, vừa thấy không xong, chỉ biết thu hồi trưởng lực, không còn nghĩ ngợi gì khác, đem tất cả trưởng lực thu về, có khác nào dùng trưởng đó tự đánh vào ngực mình. Y lập tức loạng choạng, oa lên một tiếng học ra một ngụm máu tươi. Đinh Xuân Thu thừa thế tấn công liên tiếp 4 trưởng, lại học ra 4 ngụm máu bầm. Đến trưởng thứ 5 chi nội tức đã thông, trưởng thứ 5 vận ra được chất kỳ độc của con băng tằm, à nội lực của dịch cân kinh, khiến họ Đinh thân hình lảo đảo, phải lùi lại một bước. Kim Dung mô tả do thủ đánh chi bị thương, khiến nội lực của y suy giảm nhiều. Nếu không song trưởng đụng nhau, thể nào lão cũng phải lùi đến 5-6 bước. Anh em thấy kỵ chịu trưởng 10 thành công lực của mình, cộng thêm song trưởng của Nhược, lúc thu về thì oảng luôn, không còn hơi sức. Còn Du Thản Chi cũng thu trưởng về, lại chịu thêm 4 trưởng liên tục của Đinh Xuân Thu, mà vẫn ngon nghẻ, chỉ suy yếu. Thế hơn kém đã rõ ràng, chắc chắn sẽ có bạn nói, kỵ phải chịu 2 lần thì xin thưa. Trưởng lực 10 thành công lực của Võ Lâm Chí Tôn, cộng thêm trưởng lực của Chu Chỉ Nhược, nhưng chắc gì đã bằng một trưởng của Du Thản Chi. Đình Phong đã từng phân tích, kỵ trưởng lực không mạnh, nếu mạnh thì tam độ hài nhị lão đã sấp mặt rồi. Còn Chu Chỉ Nhược thì không thèm tính tiền, vì nàng ta nội công rất thấp. Còn Du Thản Chi trưởng lực mạnh đến cỡ nào thì độc giả cũng đã biết. Nếu như sau khi thu trưởng, kỵ được ngồi chơi xơi nước, thì chi còn bị giã thêm mấy trưởng nữa, không cả kịp hít thở vận công. Người ra tay lại là Đinh Xuân Thu, một đại cao thủ, thì sức chịu đựng của Du Thản Chi còn lợi hại tới mức như thế nào? Đặc biệt, ngay sau khi đánh với Đinh Xuân Thu xong, thì họ Du còn cùng Mộ Dung Phục đấu với Tiêu Phong nữa. Đấy là lúc Thản Chi nội lực đã tiêu hao rất nhiều. Qua những gì phân tích trên, chúng ta có thể thấy rằng rất có thể nếu so về nội công, Du Thản Chi mạnh hơn Trương Vô Kỵ. Không những mạnh hơn, mà chúng ta còn có thể khẳng định rằng 6-7 thành dịch cân kinh kết hợp với băng tằm ngàn năm, chi chạc Ali đòn hơn hẳn so với cửu dương thần công. Video của Đỉnh Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký và comment để ủng hộ tại hạ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.